Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Linh Quê Miền Tây nha. Thì hôm nay cũng là 15 tháng Chạp, cũng còn vài ngày nữa là tới Tết rồi đó các bạn. Và hôm nay thì cũng sắp đến Tết rồi nè. Thì theo như thường lệ thì gia đình Linh đó, năm nào cũng vậy, 15 âm lịch tháng Chạp hàng năm đều dành ra nửa tháng để bán bánh mứt Tết. Và các bạn có biết Linh sẽ bán những mặt hàng bánh mứt Tết nào không nè? Nếu các bạn muốn biết thì hãy cùng theo chân của Linh để dọn bánh mứt Tết mà trưng bày ra bán cho bà con mình nha. Mấy năm trước thì Linh không có dẫn siêu quậy phở này ra chợ. Hôm nay siêu quậy phở này nó cũng lớn rồi nè, hơn 3 tuổi. Hôm nay Linh dẫn cho đi ra chợ trải nghiệm bán bánh mứt ở ngoài chợ với mẹ một ngày cực khổ như thế nào nha các bạn. Và Linh xin mời các bạn cùng xem video của Linh nha. Bao nhiêu cầm á? Dạ, chỉ 3 ký. Có chỉ 3 ký thôi. Chỉ có 1 3 ký thôi. Không, mực bự á chị. Mực nghiệp đó. Rồi lỡ là con đi về luôn đi, mẹ con giờ này bà cũng về rồi. Chắc chị nó nói một bước nó ngủ chặt chờ. Bút nào ngủ chặt chờ, ngủ bình thường. Không, nó ngủ ngon không bình thường. Chỉ sợ rồi nó bắt chị đi ngày số giống như nó mà giờ mà không biết đẻ ra chứ chắc.
bự quá, cô đưa cái tiền trả không? Sao bự nhất mà đẹp nhất đi con? À xin nhân hả? Trời ơi tưởng gì xin nhân thôi hả? Chắc chưa? Lớn. Ừ. Xin nhân thôi nha. Rồi. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn bác vui. Cảm ơn bác vui. Cảm sao giận chị vậy? Hàng tiếng luôn. Qua tới chưa có phụ được gì là thấy bộ siêu nhân rồi nha. Hai, rất độ nha.